Làm thế nào phát hiện cảm hứng trong cuộc sống và tư duy tích cực? Để phát hiện cảm hứng trong cuộc sống và tư duy tích cực, bạn có thể thử các cách sau. Khám phá sở thích, dành thời gian để tìm hiểu những điều bạn đam mê, như nghệ thuật, thể thao, du lịch hay bất kỳ hoạt động nào khác. Khi tham gia vào những sở thích này, bạn thường cảm thấy hứng khởi và tích cực hơn. Thiền định và tĩnh lặng. Thực hành thiền định 5-10 phút hoặc dành thời gian tĩnh lặng giúp bạn giảm căng thẳng và tăng cường nhận thức về bản thân. Điều này có thể giúp bạn tìm ra những điều thực sự quan trọng và nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Đọc sách và nghe podcast. Tìm kiếm những cuốn sách hoặc podcast truyền cảm hứng. Những câu chuyện thành công hoặc những góc nhìn tích cực từ người khác có thể kích thích suy nghĩ của bạn. Giao lưu với người tích cực. Xung quanh bạn có những người có tư duy tích cực, hãy dành thời gian với họ. Sự lạc quan của họ có thể lây lan và thúc đẩy bạn tìm kiếm cảm hứng. Đặt mục tiêu. Xác định những mục tiêu nhỏ và cụ thể trong cuộc sống. Mỗi khi bạn đạt được một mục tiêu, cảm giác thành công có thể mang lại nguồn động lực và cảm hứng. Đánh giá và phản tư. Dành thời gian để đánh giá những trải nghiệm và bài học trong cuộc sống. Hãy ghi chép lại những điều bạn đã học hỏi từ những thất bại và thành công trong quá khứ. Thực hành lòng biết ơn. Ghi nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Thực hành lòng biết ơn có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận vấn đề và tạo ra tư duy tích cực. Học hỏi và phát triển bản thân. Không ngừng học hỏi và thử thách bản thân với những điều mới. Sự phát triển cá nhân giúp bạn thấy được khả năng của bản thân và khám phá nhiều cơ hội mới. Sống tử tế có thể mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn và niềm vui, từ đó tạo động lực và cảm hứng cho cuộc sống của bạn. Sống lành mạnh. Chăm sóc bản thân qua chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc. Tinh thần tích cực thường đi đôi với sức khỏe thể chất tốt. Bằng cách thực hiện những phương pháp này, bạn có thể phát hiện và nuôi dưỡng cảm hứng trong cuộc sống cùng với tư duy tích cực. Bạn đang nghe Cảm xúc trải nghiệm. Nhớ like và share để nghe những video phát triển tư duy kế tiếp. Chúc khỏe mạnh, giỏi giang, may mắn và thành công.